Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Máy Đo Chuyên Dụng. Mình là Duyên và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các mẹo khi sử dụng máy khoan. Đó là cách khoan tường không bội này, cách khoan tường không bị vỡ và cách khoan gỗ không bị đứt và cách khoan kính không bị vỡ. Mỗi khi khoan tường thì bội từ vôi vữa xi măng bay ra làm bẩn khu vực xung quanh hay là bờ tường. Nếu mà làm việc lâu ngày thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Vậy làm thế nào để khoan tường không bụi? Các bạn hãy áp dụng 3 cách dưới đây nhé. Đầu tiên đó là mẹo sử dụng giấy nhớ. Nếu các bạn khoan bề mặt tường song song với người thì các bạn hãy áp dụng mẹo này, đó là sử dụng giấy nhớ. Rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhớ. Kích thước to hay nhỏ sẽ tùy thuộc vào kích thước gỗ khoan của bạn. Bạn gập đôi tờ giấy lại và gập 2 mét giấy để ngăn cho các bụi tường không bay ra ngoài. Phần dính của giấy thì bạn dính lên tường phía dưới lỗ khoan. Bạn quan sát mọi bụi khoan tường đều nằm gọn trong giấy, lúc này bạn chỉ cần bỏ tờ giấy đó đi là được. Thứ hai đó là mẹo sử dụng cốc nhựa. Nếu như cách sử dụng giấy nhớ bạn sử dụng với các lỗ khoan tường thẳng, thì cách sử dụng một chiếc cốc nhựa sẽ hữu ích khi bạn khoan lỗ tường trên các vị trí cao có đầu. Bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc cốc nhựa màu trắng này. Tiếp theo bạn dùng máy khoan, khoan một lỗ chính giữa trên cốc, đưa mũi khoan xuyên qua lỗ khoan. Bạn giữ nguyên cốc trên lỗ khoan mục đích để khi khoan, mọi bụi khoan tường sẽ rơi vào trong cốc. Và thứ ba đó là mẹo sử dụng phễu chủ mũi khoan. Nếu như mẹo số 1 dùng giấy nhớ sẽ phù hợp để bạn hứng bụi khoan ở bề mặt tường thẳng, thì mẹo số 2 sử dụng cốc nhựa hứng bụi khoan ở các vị trí trên cao, thì tới mẹo số 3 này sẽ giúp bạn hứng bụi khoan tường ở mọi vị trí. Tuy nhiên, phễu chụp bụi này sẽ chỉ tương thích với máy khoan bê tông. Để lắp phễu chụp bụi, bạn cần tiến hành các bước sau. Đầu tiên, đảm bảo máy khoan bê tông của bạn được đi kèm tay cầm phụ, tháo thước đo độ sâu ở trên tay cầm ra. Sau đó, gắn thanh gài trên phễu chụp bụi vào vị trí lắp thước đo độ sâu và bắt đầu tiến hành khoan. Và các bạn cũng lưu ý là phần phễu được thiết kế dạng lò xo, có thể thay đổi được kích thước khi mũi khoan của bạn đi sâu vào bề mặt tường. Khi khoan tường gạch ở trong nhà tắm này, tường nhà ốp gạch này thì các bạn sẽ thấy hiện tượng đó là đứt vỡ. Điều này thì làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và nguy hiểm với tay người dùng. Và ngay sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẹo khi mà sử dụng khoan tường gạch không bị vỡ nhé. Đầu tiên bạn cần chọn được mũi khoan phù hợp, ví dụ như mũi khoan CIL1 và một chiếc máy khoan có khả năng khoan tường như HP1630. Sau đó đánh dấu vị trí khoan, dùng chế độ khoan xoay để khoan mồi cho mất lớp đen trên gạch. Khi đã có lớp khoan mồi, bạn chuyển qua chế độ khoan ngứa, khoan sâu để mình lỗ khoan như ý muốn. Rất đơn giản, thực hiện theo cách mình hướng dẫn, lỗ khoan của bạn sẽ chính xác này, không bị nứt này, lại đảm bảo an toàn khi thao tác. Gỗ là bề mặt vật liệu mềm, nhưng trên thực tế thì rất nhiều khách hàng khi khoan gỗ sẽ thấy hiện tượng là bị nứt gỗ này, hỏng bề mặt này, nặng hơn thậm chí là bỏ cả miếng gỗ đó đi. Và ngay sau đây thì mình cũng có mẹo khoan gỗ như sau. Giống như mẹo khoan tường gạch không vỡ, bạn nên chọn máy khoan và mũi khoan phù hợp. Với máy khoan, bạn hãy chọn máy khoan xoay hoặc máy khoan búa. Mũi khoan gỗ chuyên dụng có phần tâm điển chết nhọn. Và mẹo quan trọng nhất khi khoan gỗ là bạn sử dụng chế độ khoan xoay, không sử dụng chế độ khoan búa, bởi lực đập ở chế độ búa sẽ tác động mạnh và làm nứt vỡ gỗ. Như vậy, mẹo để bạn khoan gỗ không bị nứt rất đơn giản phải không nào? Nghe đến kính thì chúng ta cũng đã biết rồi, kính là bề mặt vô cùng dễ vỡ. Vậy làm sao để có thể khoan kính không bị vỡ? Thì điều đầu tiên đó là các bạn hãy lựa chọn cho mình một mũi khoan kính chuyên dụng này.
và một máy khoan xoay. Khoan kính thì sẽ khác biệt hoàn toàn so với khoan các bề mặt khác. Nếu như khoan tường, này, tường gạch hay gỗ, bạn sẽ cầm máy khoan vuông góc với bề mặt vật liệu. Thì khoan kính, bạn sẽ cầm máy khoan nghiêng góc 45 độ với bề mặt kính. Khoan chậm giống với khoan thao tác khoan mồi. Sau đó từ từ điều chỉnh máy khoan về phương vuông góc với kính để mũi khoan đi sâu vào bề mặt. Thêm một mẹo nhỏ nữa, bạn hãy luôn nhớ để kính nằm ổn định trên bề mặt vật liệu mềm như bông vải để thao tác. Như vậy là trong video vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn các mẹo khi sử dụng máy khoan. Nếu mà các bạn có nhu cầu đặt mua máy khoan thì các bạn hãy truy cập vào website maydochuyenduong.com hoặc các bạn cũng có thể liên hệ đến hotline 0904 810 817. Và các bạn ơi, đừng quên like, share và ấn theo dõi kênh để cập nhật những video hữu ích nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.